Người có nhận ra đứa nào đây không? Ôi, Lucky đấy. Và đây thêm một đứa nữa. Hana. Hana xinh đẹp và rất là ngoan. Mọi người sẽ thấy là chúng nó đến bây giờ là chúng nó cũng có tí tuổi rồi, như Loki 7 tuổi, Hana 5 tuổi. Nhưng mà chúng nó đều vẫn rất là nhanh nhẹn và rất vui vẻ. Người của nó là nó vẫn cứ là di chuyển, nó vẫn cứ là nhanh nhẹn. Chứ nó không phải là đến tuổi nó y đâu. Nó nhanh hay không mà nó do cái khung gọng của con chó. Loki thì đang thay lông. Chơi ở ngoài này thôi. Hana đâu? Mặt Hana đâu? Ok. Đây, kỳ đây. Ra gặp để chơi. Hana xinh gái. Kỳ đẹp dài. Thôi ra chơi với nhau đi. Tại sao mà bây giờ lại Loki lại có nhảy lên mà Hana lại chịu nhỉ? Đây Loki thì đang thay lông. Đây. Đang đập rụng lông. Ok, hai đứa ra chơi với nhau đi. Nổ nhau. Hana ra chơi với Ki đi. Ra chơi với Ki, không xoa nữa. Hai đứa chơi với nhau. Ki nô kiểu gì ấy? Nhảy nhót lên bây giờ cái gì? Nhảy gì? Mà tại sao nhảy Hana lại đứng im nhỉ? Là như thế nào? Khó hiểu. Ý. Thả ra cho chơi với nhau mà. Chúng nó bọn này là nó cần phải lựa chọn những cái con chó là tính cách nó phải rất là thuần. Phải rất thuần. Đấy, nó nô nhau. Nô nhau nó hầm hè nghe nó như là hai con hổ. Chúng nó to như những con gấu luôn. Sao liên quan gì mà đợt này lại nô đùa theo kiểu nhún nhảy thế? Hana mới sảy xong mà. Kiểu như ở ngoài nóng quá chúng nó thích vào trong chuồng. Đây, hôm nay quay cái ổ chuồng luôn cho mọi người xem. Đây là cái ổ chuồng làm sẽ làm theo kiểu như này. Chuồng như này thì là con chó cái đến lúc chăm chó con nó rất là tiện. Đó. Đây, kỳ đây. Hana có ra đây chơi tí được không? Ra đây chơi tí nữa rồi vào. Hơi nóng một tí nhưng mà cũng là mát rồi. Này trời nó oi. Nằm vậy hả? Ra gãi, đây là cái kiểu gãi gãi lưng để cho nó. Vừa là cái kiểu gãi thích thú của chúng nó, vừa là cho sạch lông. Loki. Ra đây. Nào. Con gà nó ở trong cái ô của nó rồi, đừng có dọa. Đấy, bên kia bức tường là con gà. Ki mà léng phéng cho Ki vào chuồng ấy nhá. Đây. Gà ở đằng kia. Nó thấy gà chạy tự do chứ không phải là ở trong chuồng. Gà cũng thả. Nên đang thì lùa. Hana chán, Hana vào chuồng, Hana ngồi rồi. Cho mát. Đấy, tự động lên trên chuồng nằm đấy. Cửa đang mở nhá. Có Ki thì còn đang muốn ở ngoài. Ki ra đây. Nằm xuống. Rồi con Hana nó vào rồi thì vô mình Ki. Đấy, Hana lại phi ra. Sợ. Nhanh có một tay thôi. Xoa từng đứa một. Đó. Chó là nó quấn chủ nó sướng thế. Không có thời gian mà chơi với chú con. Và quan trọng là nói cho nó nghe. Thôi Ki lại làm trò đấy. Lại làm trò. Hả? Làm ăn gì bây giờ mà lại làm trò nhảy nhót. Khung gọng như là lúc gì chưa? Không thay đổi gì so với lúc thanh niên. Không thay đổi gì luôn. Hãy cho mọi người ngắm cái khung của Loki tí. Đó.
nhìn nó đi lại tự do, khung nó khỏe. Khi nằm xuống, nằm, nằm ra đánh gãi cho nhanh, khẩn trương. Hana vào chuồng rồi. Kỳ ra đây, nằm xuống. Ok, Hana đi vào đi, để xoa cho con Kỳ tí. Xoa Hana rồi mà. Ở hải. Thôi được rồi, hai đứa chơi với nhau đi. Có một người thì thành ra là có hai con, là hai con mà nó cùng nhau vào là rất khó, không có, không còn hai tay để xoa vì một tay cầm điện thoại rồi. Còn xoa chỗ nó thì có xoa cả ngày. Ê. Đợt này là hơi đáng tiếc một chút là đợt này là Hana với Loki này không có hậu duệ, vì thời tiết đợt này nó khắc nghiệt quá. Đợt này hai con này nó không có hậu duệ bầu rồi mà nó lại sảy giữa chừng. Thì đợt tới này là phải cho con cái nó nghỉ ra. Nếu có thì lần sau lại sẽ là phải cho gặp Nano thôi, gặp lại Nano nha. Vì với con chó cái thì nó tùy từng con. Có những con là cái vì là khi mà cho nó đẻ ấy là nó có cái độ nghỉ nên con chó nó rất là bền và nó khỏe. Nó tuổi thì có thể là so bình thường thì thấy là nó nhiều tuổi, 5-6 tuổi. Nhưng thực ra là con chó nó rất là trẻ. Cái sức khỏe của nó như con chó 2-3 tuổi thôi, thì vẫn cho nó đẻ tiếp được. Còn những con mà nó thấy là nó xuống sức rồi thì hoặc là khai thác nó bắt nó đẻ liên tục thì phải cho nghỉ sớm, vì có bút cho đẻ cũng nó cũng chẳng đẻ được nữa. Đấy Hana đấy. À, cho nó tự vào trong ô chuồng cho nó nằm. Cả Kỳ cả Hana. Đấy. Ra ngoài chơi chán này, à, vào trong nằm, vào trong nằm mát hơn. Ừ. Lại lượn ra ngoài chơi tí, bảo nào có vào trong hay ra ngoài chơi thì lại lượn ra ngoài chơi tí. Ý, Hana đấy, khung đấy. Ok, ra chơi với con Kỳ kìa. Ra kia hai con đứng gần nhau để anh quay video một tí nữa thôi rồi vào trong chuồng nghỉ thôi. Hôm nay thì rất là oi. Hình như là nó là trong những ngày nóng nhất trong lịch sử hay sao ấy, mấy ngày hôm nay. Nó nóng và nó nóng oi, nhiệt độ thì nó không phải là quá cao đâu nhưng mà nó oi. Động chân động tay tí là mồ hôi là ướt hết quần áo luôn, theo kiểu như vậy. À, bắt đầu hóng gà. Khả năng có con gà lượn ra khu vực đấy. Đó. Thời gian tới thì lại đảo Loki với lại Nano. Hoặc là đảo con hoặc là đảo con Zano cho nó về đây. Ừ. Cho về đây thay chỗ với Loki để đổi đực. Ừ. Đợt này thì ít video là vì đợt này là mình phải chuyển nhà. Chuyển nhà nó mất tháng. Tháng này không có video luôn. Chuyển nhà và chuyển văn phòng công ty. Ổn định xong thì sẽ có video thường xuyên hơn. Ok, Loki và Hana xin chào tất cả mọi người. Qua cái video này thì cũng thông báo là ai mà chờ cái đàn chó con tiếp theo của Loki và Hana thì lại phải chờ thêm rồi. Đợt này là Loki chỉ có một hậu duệ là một con đực, con phây đẻ. Hana thì sảy. Thôi vào chuồng thôi.